Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15, triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành và các huyện thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt về sự cần thiết xây dựng ban hành nội dung các dự án luật do Bộ Công an chủ trì phối hợp soạn thảo trình tịch kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, luật phòng chống mua bán người, luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp trên tinh thần khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật. Các ý kiến đều nhất trí cao đối với sự cần thiết với xây dựng và ban hành các dự án luật nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến các nội dung của 6 dự án luật. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Việt Dũng đánh giá cao các ý kiến đóng góp, thể hiện sự tâm huyết trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí tiếp thu các ý kiến. Đây sẽ là nguồn thông tin giá trị giúp các đại biểu Quốc hội tỉnh nắm bắt tổng hợp để tham gia đóng góp nhằm hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia góp ý của các đại biểu nhân dân và cử tri về công tác xây dựng pháp luật, góp phần cùng Quốc hội nâng cao chất lượng công tác lập pháp. Đồng chí cũng thông tin tới hội nghị về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, công tác chuẩn bị của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đối với kỳ họp. Phát biểu kết luận hội nghị, đại tá Đặng Trọng Cường, giám đốc Công an tỉnh cảm ơn các ý kiến phát biểu của đại biểu, coi đó góp phần cùng Bộ Công an hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội. Đồng chí khẳng định, việc xây dựng và ban hành các dự án luật sẽ giúp lực lượng công an chủ động trong công tác tham mưu với Đảng nhà nước, các chủ trương chính sách về bảo đảm an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại.